Xin chào các bạn thân mến, sáng hôm nay thì tôi đang trên con đường đi khám phá thì vô tình đi ngang qua một cái địa danh của thành Phú Yên, đó là xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, thành Phú Yên. Thì tôi bắt gặp ngay một cái công trình, một cái kiến trúc vô cùng là ấn tượng, đập vào mắt tôi mọi người. Và không giấu gì mọi người, đây chính là cái ngôi chùa, có tên là chùa Long Khánh, chùa gọi là cổ tích Long Khánh nha mọi người. Thì cái chùa này lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng mà tôi ở ngoài tôi thấy là vô cùng là hành tráng và đẹp mọi người ạ. Chính vì vậy mà tôi đã đến đây, nhất định phải đến đây để quay lại cái thước phim về cái vẻ đẹp mà cái chùa này xây dựng, gửi đến tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Như mọi người cũng biết đấy, ở Việt Nam thì có vô số rất là nhiều là đền khác, những cái ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất được xây dựng với cái kiến trúc quy mô và hành tráng và đẹp như thế nào. Thì ngay bây giờ thì tôi đang có mặt tại công viên ở ngôi chùa rồi, thì không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, thì chúng ta sẽ cùng đi vào ngôi chùa để khám phá nhé mọi người. Rồi, xin mời mọi người hãy đi cùng với tôi nhé. Thì cái con đường mà dẫn vô ngôi chùa có một cái hàng dừa vô cùng là đẹp luôn. Có thể nói là cái cảnh tượng, cái view có thể nói là không thể nào mà nơi đâu bằng được mọi người ạ. Và ở trước mặt tôi, trước mặt mọi người đây, đó là một cái hồ sen được trồng ngay trước mặt cái cổng chùa. Và có những con cá bơi lội ở dưới này, rất là đẹp luôn. Dạ em chào anh. Em chào anh nhé. Anh đang chở đâu trong chùa? Thầy có trong chùa không anh? Thầy không có trong chùa. Thầy không có. Dạ vâng. Em cảm ơn anh. Dạ dạ dạ. Dạ không. Ở đây mọi người ạ, đây chính là cái cổng chính của cái ngôi chùa. Chùa cổ tích, gọi là cổ tích chùa Long Khánh. Đấy. Rất là đẹp luôn. Tôi thật sự ấn tượng với cái cổng của cái chùa mọi người. Nó rất là đẹp. Ở đây thì nhìn đã đẹp rồi, nhưng mà ở ngoài cái con đường mà đi ngang qua mọi người ạ, đi vô cùng là mát mắt đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Rồi thì bây giờ tôi sẽ cùng với mọi người đi vào cái ngôi chùa để khám phá ha. Thì lúc nãy tôi có hỏi thì anh cũng nói là chùa này thì thầy cũng đã đi rồi. Thì trước mắt tôi mọi người cũng thấy là đó là một tượng Phật mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Mẹ đang đứng giữa cái công viên của cái ngôi chùa. Rất là đẹp mọi người ạ. Ngôi chùa được thiết kế hai bên mái hình cổ lầu và trồng những cái cây xanh vô cùng là gây cảm giác cho mình là thư thái và mát. Chúng ta sẽ đi về bên đây không? Thì trước tiên tôi sẽ đi vòng quanh xung quanh cái chùa thử, xem thử là xung quanh chùa có những gì và cảnh vật ở đây như thế nào. Thì tôi phát hiện ra được ở sau cái ngôi, ở bên hông ngôi chùa này có một cái tượng Phật đang nằm mọi người ạ. Nó rất là to, hoành tráng vô cùng. Thì ấy, như mọi người thấy không, đó là một cái tượng Phật màu trắng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua khám phá nhé. Đấy, đây mọi người ạ, đây chính là tượng Phật nằm màu trắng vô cùng là
đẹp cực kỳ luôn mọi người ạ. Wow. Tôi không biết nói gì hơn, nó thật sự là đẹp luôn. Nó có đường kính tầm khoảng trên 10 mét mọi người ạ. Chiều dài 10 mét và cao phải tầm 5 đến 6 mét mọi người ơi. Tôi không biết được là ở Phú Yên có một cái ngôi chùa mà có tượng Phật nằm là to đến như vậy mọi người, rất là to luôn. Đây là những cái chiếc áo mà Phật nằm tọa xuống ở dưới này ha, nhìn rất là đẹp luôn. Xung quanh cái tượng Phật nằm này thì có những cái vị La Hán. Tôi sẽ quay cái tượng Phật nằm này sẽ kỹ hơn cho mọi người chiêm ngưỡng ha. Sau đó tôi sẽ quay từng vị La Hán cho mọi người xem. Thường thường theo như tôi biết là 18 hay là 13 gì vị La Hán. Đấy. Ở trên cái tượng Phật nằm này có những cái gọi là người ta gọi là cái hình non bộ. Ở phía dưới này thì có một cái cầu thang. Đấy, cầu thang đi lên như thế này và để thắp hương không. Phía trên này là có một cái hương. Tiếu sư. Còn này là vị La Hán tọa lộc. Còn này là vị La Hán kỳ tượng. Vị La Hán này thì cưỡi một chú voi. Bên này là vị La Hán tỉnh tọa. Tôi sẽ cùng với mọi người đếm thử là bao nhiêu vị La Hán không? Bên này là vị La Hán Quá Giang. Tiếp tục bên này là ông vị La Hán Hàng Long. Hình như vị này là vị thứ 7 rồi mọi người ạ. Tiếp tục bên này là vị La Hán Phục Hổ. Đấy. Bên này là vị La Hán Ba Tiêu.
vị La Hán thứ 10 là vị La Hán Trường Mi. Tên của Ngài là A Thị Đa. Ngài phát triển thiền quán và chứng A La Hán. Vị La Hán thứ 11 là vị La Hán khối nhĩ. Tên của Ngài là Na Già Tê Na, nghĩa là đội quân của rồng và tượng trưng sức mạnh siêu nhiên. 11 mọi người. Và vị La Hán thứ 12 đó là vị La Hán Cự Bát. Tên của Ngài là Ca Nặc Ca Bạc Ly Đọa Xà. Ngài được Đức Phật giao phó hóa vùng Đông Thắng Thần Châu. Và cuối cùng là 13. Tức là 13 vị La Hán mọi người ạ. Vị La Hán này có tên là vị La Hán Khánh Hủy. Tên của Ngài là Ca Nặc Ca Phạt Tha. Đức Phật thường khen Ngài là vị La Hán phân biệt thị phi rõ ràng. Như vậy là có 13 vị La Hán đứng trước tượng Phật. Ở phía sau chùa này tôi thấy cũng có khá nhiều là những cái công trình kiến trúc vô cùng là đẹp mắt mọi người ạ. Thì tôi sẽ cùng mọi người tiếp tục khám phá nhé. Wow. Ở đây thì có những phong thủy vô cùng đẹp mọi người. Có một hồ cá koi. Nhà chùa đã nuôi một hồ cá koi vô cùng đẹp luôn. Wow. Ấn tượng cho mọi người. Đi qua chiếc cầu này chắc không được à. Wow. Rất là xinh đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn, được cực kỳ màu sắc luôn. Nó rất là dạng người mọi người ơi. Wow, hồ cá koi. Ngỡ ngàng luôn mọi người, đẹp. Và bên đây có một cái giàn lan rất là mát luôn. Có thể nói cái chùa rất là rộng mọi người ạ. Cái khung viên của chùa vô cùng rộng luôn. Đấy, tôi đi qua đây thì đàn cá koi cũng đi qua đây. Wow. Thích thật mọi người ạ, rất là thích luôn. Cực kỳ tôi rất là thích những cái cảnh tượng, những cái như cảnh như thế này. Bên một bên thì có một cái ngôi nhà bằng gỗ như thế này, và một bên thì có cái hồ cá koi. Nó tạo cho mình một cái gì đó có thể nói là rất là yên tĩnh. Nhìn đàn cá bơi lội thật sự là thư giãn đầu óc lắm mọi người ạ. Quá đẹp. Rồi, thì đi lòng vòng hai bên rồi. Thì tôi sẽ với mọi người thử đi vào chánh điện. Xem thử bên trong thờ những gì không? Nó đẹp như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật.
Có thể nói rất là thanh tịnh luôn mọi người ạ. Bên trong này rất là thanh tịnh và ấm cúng. Rồi thì các bạn thân mến, như vậy là chuyến hành trình khám phá ngôi chùa Long Khánh của tôi cùng với mọi người cũng đã kết thúc. Các bạn thân mến, tôi thật sự ngỡ ngàng và bỡ ngỡ trước cái vẻ đẹp của ngôi chùa. Không thể đốt nên lời mọi người ạ. Từ cái cảnh vật này, từ cái sự trang trí này, và đặc biệt hơn nữa là cái sự có một cái gì đó rất là gọi là thanh tịnh tại ở ngôi chùa này. Và đặc biệt hơn nữa là đó là chính là cái tượng Phật nằm rất là to, rất là đẹp ở nơi này mọi người ạ. Rồi nếu có dịp đến với Phú Yên, đến với thành phố Tuy Hòa, thì các bạn ngôi chùa này thì nó là ngôi chùa Phước Khánh nằm ở Hòa Thắng nhé mọi người. Thì ngôi chùa này nằm cách thành phố Tuy Hòa ước chừng khoảng 10 cây thôi mọi người ạ. Thì từ thành phố Tuy Hòa mọi người có thể đi xe taxi hoặc đi xe điện lên tới này, thì mọi người cứ định vị theo Google, đó là chùa Long Khánh nhé mọi người. Rồi thì rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết video. Hãy chia sẻ và like, đặc biệt là đăng ký kênh để đồng hành cùng với Thái trên những chặng đường mới nhé. Rồi thì bây giờ thì Thái xin chào.